Trời, dạ đuôi hả? Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tôi bị mù thiệt mà, tôi không có cố ý, tôi xin lỗi cậu. Rồi già còn bị mù nữa, sao nhà không cho con cháu nuôi đi, đi bán cái số chi cực trời. Mốt ra đường cẩn thận xíu chú ơi. Dạ dạ xin lỗi cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Em có hỏi thăm rồi, ông già đó có người con trai mà mê cờ bạc đồ nợ nần, bán nhà bán cửa hết trơn rồi, giờ cũng đi tù. Còn vợ ổng á thì mất cách đây 10 năm, giờ cứ lang thang mấy giấy số mình ên vậy đó. Ừ thôi được rồi, mày về trước đi, chị có việc xíu. Ủa chị không dẫn em theo à? Mày định làm cái đuôi của chị hả? Giấy số đây nè, nãy số đẹp không? Dạ mời cậu. Ủa 79 còn 3 tờ hả? Dạ 79 số thần tài đó cậu, à, sáng giờ số đẹp cho nên tao mua nhiều lắm, chỉ còn lại 3 tờ. Thôi cầm nè, 1, 2, 3 nè. Ok chưa? Dạ cậu lấy 3 tờ 79 luôn hả? Rồi. Cậu dạ cảm ơn cậu, bo cho ông luôn á, khỏi thôi. Dạ dạ cảm ơn cậu. À, cậu ơi à, gì nữa? Cái này cậu đưa có 10 ngàn à, mà cậu lấy 3 tờ nó không có đủ cậu. Gì 10 ngàn? Tôi đưa ông tờ 50 là còn dư 20 ngàn, khỏi thối, muốn gì nữa? À, cậu ơi, tuy là tôi bị mù nhưng mà tôi vẫn còn sờ được á cậu. Cái tờ bạc này á nó chỉ có 10 ngàn à cậu, cậu còn nợ tôi 20 ngàn nữa cậu. Vậy em cầm thử cho tôi tờ này con nhiêu vậy? Dạ dạ tờ này 20, cậu còn 10 ngàn nữa cậu. Ghê vậy. Rồi nè. Dạ dạ đủ rồi. Dạ dạ dạ, dạ đủ rồi, 30 ngàn. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Lộn xộn cảm ơn quá. Cậu đi đứng gì kỳ vậy? Có mắt thì như mù, thấy mà không biết né thì ráng mà chịu. Ê ông già, lại mua số nè. Dạ cậu. Lẹ lẹ đi. Dạ cậu thông cảm, tôi bị mù. Nè nè nè, ăn nói gì vậy? Đừng tưởng mình là con gái muốn nói gì nói nha. Hết lừa đảo người già tới hăm dọa phụ nữ, mày còn làm được cái gì nữa hả? Hay là để tao dẫn mày lên công an để biết như thế nào là người tử tế ha? À, tôi không thích lòi thôi với con gái thôi. Linh tinh. Cướp. Mày là đứa nào? Xem như chuyện của tao. Người ta già cả mù lòa mà mày còn dở thói ăn cướp được đó hả? Ây da, liên quan gì tới mày? Mày bỏ ra nhà không có chừng tao đó. Làm mấy cái trò khốn này mà còn lớn giọng, để tao bắt mày lên công an. Coi mày lớn giọng được bao lâu? Chị, có gì từ từ nói chị. Tha cho em lần này đi, đừng dẫn em lên công an tội em chị. Ây da. Tha cho mày chẳng khác gì thả mày ra ngoài mày lộng hành. Từ từ chị, đau chị. Ây da. À, chú cùng con lên phường lấy lời khai nha. À, được, tôi đi cùng cô. Đi. Từ từ. Đi chú. Cẩn thận ở dưới. Con gái à, chú cảm ơn con nhiều nha. Hôm nay á không có con á thì coi như là chú mất hết vốn lý của chú rồi. Đây là chuyện nên làm mà chú, chú không cần phải cảm ơn con đâu. Đôi mắt của chú á tuy mù lò nhưng mà tâm của chú còn sáng lắm. Chú biết ai là người giúp chú mà. Như hôm nay là con giúp chú 2 lần nữa đó. Cái ơn nghĩa này chú không biết làm sao mà trả được với con nữa. Chú
Chú đừng có khách sáo quá, không có gì đâu mà. Con á, thấy chú cứ buôn bán ngoài đường như vậy á, rất là nguy hiểm, không an toàn nữa. Hay giờ con tính vậy, con sẽ giúp chú sắm một cái tủ vé số đặt trước nhà con. Chú cứ buôn bán ở đó, vừa an toàn, vừa đỡ nắng đỡ cực nữa, và sẵn cũng có người trông chừng phụ chú luôn. Chú thấy sao, được không? Không được đâu con ơi. Cô giúp tôi bữa hôm nay, cái ơn của cô tôi chưa trả nữa. Bây giờ tôi nhận nữa, nó to lớn lắm, tôi sợ phiền cô lắm. Với lại chú còn khỏe, chú còn tự lo cho bản thân mình được mà con. Cảm ơn con. Chú ơi, con đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình chú, rất là thông cảm. Chú cho con xin được giúp chú nha chú. Con gái à, nhưng mà con đã nói như vậy rồi thì chú không thể nào từ chối được. Chú cảm ơn con nhiều lắm, chú mang ơn con. Chú, con là người con gái tốt bụng, trời Phật sẽ ban phước cho con. Không có gì đâu chú. Thôi nào, bây giờ hai chú cháu của mình cùng nhau đi về trước, con dẫn cho chú trên đường về cho chú quen đường ha. Mình đi con. Đường này nè, bước xuống cẩn thận nha chú, một bước thôi. Trời, ông già ông đuôi không già? Ủa chửi không? Giờ đâu chửi đâu? Ok. Nè anh này ông lộn rồi đó, cái này là tôi đưa ông tờ 50, khỏi thối, còn dư 20 ngàn đó. Không, cậu ơi, cái này có 10 ngàn à cậu ơi. Khỏi vậy? Đúng rồi. Đưa thêm 20 nữa mới đủ. Ủa, lấy bị đánh mới đưa 20 chứ. Tại tôi không thích lòi thòi với con gái thôi. Bình tĩnh. Ủa, sorry anh. Lẹ đi, tôi đi giờ á. Tao làm lại, tao bị mù, tao đưa làm lại cho mày cứ giận. Được không? I'm a little bit naughty. I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change.